Hiện nay tổng diện tích xoài ở Đồng Tháp đạt trên 10.000 ha, khâu cung ứng cho thị trường còn hạn chế, gây khó khăn cho việc liên kết tiêu thụ bền vững. Từ đó ngành nông nghiệp Đồng Tháp đã triển khai xây dựng nhiều điểm thực hành sản xuất xoài rải vụ theo hướng an toàn gắn với liên kết tiêu thụ cho nhà vườn. Với những hiệu quả bước đầu mang lại, mô hình rải vụ đang mang lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế cho nhà vườn trồng xoài. Giống xoài chủ lực của tỉnh Đồng Tháp là xoài cát chu chiếm 70% diện tích, các hòa lộc chiếm 20% diện tích. Thông thường trồng xoài rải vụ giá bán cao hơn xoài vào mùa, thuận từ 8 đến 10.000 đồng một ký, lời 200 đến 220 triệu đồng một hecta một vụ. Trong khi đó, xoài chính vụ lãi từ 150 đến 160 triệu đồng một hecta.